là đi ngang đôi. Chương trình hôm nay học là vẽ khắc được khắc trên nhà, khắc trên nhà trên trái đu đủ. Vẽ trước để cho mọi người có thể định hình được là mình sẽ làm con hiên ngang như thế nào, cái hình con hiên ngang ra sao. Dễ hơn hả? Giờ em thấy thì dễ hơn. Đúng rồi, để như thế này nè, mọi người nhìn thấy thấy được hình rồi đó, thì cảm giác làm nó cũng sẽ dễ hơn là mình chưa biết cái gì hết. Đúng rồi, chứ cái này mà mình không vẽ lên đó, xong rồi cứ hồi để đủ vô trong cái hướng dẫn làm đó, mọi người đâu có hình dung ra được cái hình nó như thế nào. Thì đầu tiên mình sẽ cắt cái hình chữ nhật ra trước. Thì trái đu đủ này mình sẽ chia nó làm hai. Sau đó mình sẽ cắt một cái mặt nhẹ để cho cái mặt bằng nhau. Rồi mình sẽ cắt hình chữ nhật xuống như thế này. Con hiên ngang ở vị trí nào thì trước khi vẽ chúng ta sẽ đặt, mình sẽ xem trọng tâm của nếu đủ hình chữ nhật, mình sẽ quét một cái vòng ở đây để mình phân định ra cái phần thân và phần cánh. Sau đó chúng ta cắt một lần là nó sẽ quen, sau này chúng ta không cần vẽ cũng sẽ thể được. Thì chúng ta sẽ đặt cái miếng đu đủ trên thớt như thế này, thì đặt dao ở giữa cái miếng đu đủ trước, và chúng ta sẽ kéo mình chỉ kéo một dấu thẳng ra, rồi kéo bên đó là ngay cái chỗ mà chúng ta đặt dao lúc nãy, ta để vô để cho hai cái chết đứt nó chạm nhau, rồi ta kéo ra một phần nữa và ta lột bỏ cái này ra. Thì lò bỏ nó ra thì nó đã ra được cái phần đầu và phần thân đó nè. Xong sau đó từ cái phần nhỏ này, từ cái phần đầu á, chúng ta đặt dao và chúng ta sẽ vuốt nhẹ xuống đó, là nó sẽ ra được cái phần đầu đó. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ đi cái phần cổ của nó, thì từ ở ngoài này. Mọi người hiểu chưa? Đó. Bây giờ tạm thời chúng ta làm cái này trước, xong rồi tiếp tục chúng ta sẽ làm thao tác khác. Là mình sẽ ra phần độ thành phẩm của hiên ngang nha. Dồn ra đây tập trung nhìn nè. Khi mà mình ra như thế này rồi á, là mình đã ra được cái phần thô của con hiên ngang rồi. Thì bây giờ cái nhiệm vụ của mình á là chỉ là tỉa lại cái phần đuôi và là tỉa lại cái phần đầu và cổ để cho nó thon lại. Thì mình muốn tỉa cho dễ á, thì từ cái điểm cắt hồi nãy á, mình kéo xuống đây, mình cong qua để mình phân định được đó là phần bắt đầu mình hạ nhẹ nè. Là mình sẽ ra được cái phần thân và phần cổ của nó. Và bên đây cũng vậy. Đẹp. Đó, hai bên. Rồi sau đó cái phần đầu này nó hơi to á, thì mình cho phần đầu nó nhỏ lại bằng cách là gạt hai bên. Rồi bắt đầu là cái phần đầu nó đã nhỏ lại rồi.
con mỏ nó sẽ nhỏ lại rồi. Thì bắt đầu mình sẽ bo tròn cái cạnh, những cái cạnh nhọn trên mình con hiên nga, trên cái cổ con hiên nga. Sao mình bo sơ như vậy là mình đã ra cổ hiên nga. Nếu mà mình còn thấy nó còn to thì mình cứ chịu khó mình cứ cứa nó vậy nè, coi cái chỗ nào mà nó còn có điểm G á, những cái điểm mà nó bị nhấp nhô á là nó sẽ tự động theo theo cái lưỡi dao này đi ra, thì mình cứa đến cho nó láng lại, chứ mình đừng có dùng lực mà kéo đẩy vậy nha, đẩy như vậy á là nó vô tay á mà nó không có đứt miếng đủ đâu. Rồi, bây giờ mình làm cái cổ đi trước, xong tí nữa mình sẽ làm cho phần đuôi này nữa là mình sẽ hoàn thiện. Xong ở ngoài này mình cắt vô để mình lấy nó ra. Rồi bắt đầu cái điểm cắt thứ hai á, từ trên này mình đưa xuống, ở ngoài này mình đi kéo vô lấy nó ra. Điểm thứ ba cũng vậy. Vô. Cho đến cuối cùng mình sẽ ôm giò hẹ vô. Thật. Đây, xong rồi đó. Xong rồi. Đúng rồi. Kiếm từng là cái chỗ này nó... Đánh bự. Làm cánh nữa hả? Làm cái đó đi rồi muốn làm cánh thì làm cánh nữa. Làm nhiều thì hay, làm hết thì hay. Hoàn thành. Chắc con đường trên màu nó ra. Giờ uống lại. Đấy. Thế còn còn rồi. Trước khi làm thầy cũng là làm giang hồ. Cái gì? Tôi nói là trước khi làm thầy cũng thôi cắt đi các bạn. Nhìn thỏ dễ thương kìa. Nhìn thỏ mà tưởng dán không? Thiên Nga vườn thỏ hả? Thiên Nga vườn thỏ. Thiên Nga sao có thỏ thì Thiên Nga sẽ có cá chép, cái rô dưới nước. Này là bên cặp mấy bờ này không? Thiên Nga là một con vẫn bạc. Ừ, đúng rồi, xong cái ông ngồi á, ông con tỉa con cò nha. Dạ. Tỉa nha, tất cả con cò chị. Cái này mà mốt mình làm cái mô hình thiên nga là mình sẽ tỉa nhiều thứ ha. Có thêm cò, có thêm nhiều kiểu thiên nga nữa. Đó, hoàn thành rồi đúng không? Thế chị ăn làm cái tải này thôi. Làm cái miệng đúng không? Làm cái quà. Ý là... Mà cái này nó có cái gì đó. Chị nghĩ là mới làm nó ngon. Dưới đúng cái gì.